Ok nhá, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại vào kênh YouTube của em. Em Hiệu đến từ Lào Cai, chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng của Trung Quốc các bác nhá. Đó. Thế thì ngày hôm nay em Hiệu sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm cực kỳ hữu ích trong khu vực nhà bếp các bác nhá. Đó là chiếc bếp ga Dương. Đấy, người ta gọi là bếp ga Dương. Bếp ga Dương, thế thì trên thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại bếp ga âm, bếp ga Dương, bếp từ. Thế nhưng mà bếp ga Dương này nó cũng rất là tiện và ở cái phân khúc em nói luôn, phân khúc rất là thấp, không vòng vo nữa là em nói luôn là phân khúc nó thấp. Đấy, sản phẩm này thì giá nó tương đối là rẻ nhưng mà cái chất lượng của nó thì không hề rẻ một chút nào cả. Đây các bác có nhìn, thứ nhất là sản phẩm này nó được xuất xứ từ công nghệ của Thái Lan các bác nhé. Nó làm từ nó cái hãng Blue này, nó là hàng nhập khẩu Malaysia và sử dụng công nghệ của Thái Lan. Đấy, đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây thì chúng ta không phải nói nhiều nữa, em sẽ để sang một bên. Cái quan trọng nhất là cái sản phẩm này các bác này. Các bác nhìn thứ nhất là thẩm mỹ của nó này. Thẩm mỹ của nó rất là đẹp luôn. Các bác thử nhìn xem cái thẩm mỹ của nó rất đẹp. Đấy. Tất cả các bề mặt ở đây nhá, bề mặt phía trước này này được ốp bằng inox mờ hết này, nhìn nó rất là sang. Đấy. Các lúm vặn cũng được ốp bằng inox mờ, bóc này ra này thì nó sẽ sáng choang luôn. Đấy, ý nó như thế. Đấy, các bác nhìn này, nhìn nó có những cái điểm nhấn nhìn rất là khỏe. Và cái tiếp theo là đây là cái mặt kính này, đây là cái mặt kính cường lực các bác nha. Đây là cái mặt kính cường lực va đập là rơi này, các thứ này. Đấy, chỉ có trường hợp là rơi mạnh quá thì nó vỡ thôi, còn đây là mặt kính cường lực, nó có thể chịu được nghe bác nha. Đó, đây. Tiếp theo nữa là nó là cái hay của nó này, của thằng bếp ga Dương này. Tất cả cái nói này nó là nói đồng hết. Cái phun lửa này nó đồng hết, vì tại sao? Cái này nó phải tiếp xúc với nhiệt độ cực kỳ lớn luôn. Nếu mà cái chất liệu của cái thằng nó mà không tốt thì nó sẽ dùng một thời gian ấy, nó sẽ là bị xuống cấp thằng này, thậm chí còn biến dạng các bác nhé. Đấy. Đây này, chữ của nó luôn này, thương hiệu của hãng luôn này. Rất tốt luôn. Bên này thì đánh lửa bằng ga cho lửa to này, đây này to này, còn đây là bên này là nhỏ này. Đây các bác nhìn thấy này, hai chế độ khác nhau này, hai bếp khác nhau này. Đấy, sử dụng rất đơn giản thôi. Cái này thì sử dụng rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần đặt nồi lên đây và nấu thôi. Đây các bác bấm ở đây, ở đây thì trong này thì có sử dụng một cái pin để cho các bác đánh lửa. Đây mặt sau này này. Đấy, nó chỉ rất là đơn giản thế này thôi các bác. Đấy, giá thành của nó thì cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chất liệu và cái độ bền của nó rất là cao. Cái chất liệu và cái độ bền của nó rất là cao. Đây cái sản phẩm này thì hôm nay em cũng ship đi cho các bác đây, thì tiện em cũng bỏ ra em quay luôn. Đấy. Các bác làm có nhu cầu về bếp ga Dương nhé các bác nha. Bếp ga Dương giá rẻ, liên hệ ngay với em Hiệu. Em Hiệu ship trên toàn quốc, hàng không chất lượng, sẵn sàng quay đầu về. Đấy, có thể gửi cho các bác rồi, các bác cảm thấy không ưng với chất lượng của nó, sẵn sàng quay đầu về. Đó các bác nhá, các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok, ai ủng hộ em thì xin cho em một like nhá, một chia sẻ các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.